Xin chào thầy và các anh chị em trong group. Đây là video em cập nhật lại thông tin bản thân. Lần trước em có làm video giới thiệu bản thân nhưng mà em thấy nó là có quá nhiều thiếu sót, chưa có nói rõ bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phương. Em 25 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Nghiệp hiện tại của em đó là công nhân kỹ thuật cho một công ty sản xuất cám. Sở thích của em đó là đọc sách, đi du lịch khám phá. Em biết đến thầy Dương Trung Hiếu cũng mới gần đây, thông qua thầy gì lúc trước đó, em làm nhiều công ty thì lúc đầu thì công việc nó rất là cực, ngày ngày sau thì mình chuyển đổi nhiều công ty thì công việc nó cũng áp lực, công việc nó giảm bớt, và em vẫn thấy được rằng là đi làm công cho người ta thì mình chịu rất là nhiều thiệt thòi, và cũng tương lai thì cũng không có thấy đâu ước muốn của mình thì cũng không làm được. Tìm hiểu sách báo tư liệu trên mạng thì vô tình đọc được cuốn sách của tác giả Robert Kiyosaki là Rich Dad Poor Dad, hay còn gọi là Cha Giàu Cha Nghèo. Thì sau khi mà đọc được 13 tập trong cái ebook Rich Dad Poor Dad đó, thì em đã biết và hiểu được cái con đường tài chính mình phải làm sao như thế nào. Mặc dù cũng mù mờ nhưng mà mình đã thấy được cái hướng đi đúng đắn cho mình, không thể làm công và thực hiện ước mơ được cái gì, mình phải phát ra khỏi phòng trọ của mình thôi, tìm lại chính mình. Muốn của em là tìm lại bản thân mình và có nhiều thời gian cho gia đình, dành cho gia đình. Và tìm được người hướng dẫn định hướng chính xác cho tương lai của mình. Tuy nhiên em đã tìm được người hướng dẫn cho mình, đó là thầy Dương Trung Hiếu. Em xin cảm ơn thầy Dương Trung Hiếu và các anh chị trong group đã có dịp đem vào em xin chúc